hello các bạn, à, vâng chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Lê Vlog và trong video hôm nay thì Lê Châu Vlog xin chia sẻ với các bạn về ba cái mẫu nhà đẹp nhất dành cho các bạn tham khảo nhé. À, nếu mà các bạn đang phân vân không biết trang trí nhà cửa như nào cho nó đẹp thì đây là ba cái mẫu nhà mà các bạn cần xem và tham khảo nhé. Ok nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok các bạn, à, đây là mẫu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó theo như các bạn thấy thì đây là mặt tiền đúng không ạ? đó mà tiền được trang trí rất chi là công phu đó, gỗ rất là chất luôn rồi ok mình sẽ quay bên trong nhà cho các bạn xem ở bên trong là đây được trang trí như này đó bởi vì hơi tối một chút xíu nên là mong các bạn thông cảm giúp mình đó đây là trần các bạn đó phòng khách nha các bạn. À, mình cũng nói với các bạn trong video trước rồi. À, nhà dân tộc giao chúng tôi á, thì à, luôn có hai cái phòng khách, một cái phòng khách chính và một cái phòng khách phụ nha các bạn. đó đây là cái phòng khách chính được trang trí à, theo à, ô các bạn. đó tức là mình à, cắt viên ghép lại xong là mình à, đóng lên thôi. nhưng nhìn thì à, khá là đẹp các bạn. Đó, nếu mà các bạn uh, có nhu cầu về cái mẫu này thì uh, tôi có thể là làm giúp các bạn nếu mà các bạn ở trong tỉnh Lai Châu uh. các bạn ở ngoài tỉnh uh, thì uh, mình xin lỗi với các bạn là mình không uh, có xe vận chuyển máy móc đi lại uh, thì uh, mình không làm được đó đây là các phòng khách phụ các bạn phòng khách phụ được trang trí các hoa văn ở giữa này các bạn đó đây là hoàn toàn gỗ tự nhiên được trang trí bằng gỗ tự nhiên nha các bạn đó không đụng cmc rồi nhìn rất là bóng loáng đúng không nào đó đã hoàn thiện cái phần gỗ rồi còn dưới nền thì chưa lát nền các bạn nhé rất là đẹp và bóng loáng rồi ok các bạn À, đây là cái mẫu thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đây các bạn xem rất là bóng loáng luôn à, rất là đẹp luôn gỗ thì à, gần như là đồng màu bạn à, bởi vì nhà cao quá thì mình phải xây một đoạn tường để chống uh, trường hợp mưa hất vào các bạn. Đó mẫu này thì uh, mặt tiền nó cũng uh, trang trí gần như là cái mẫu đầu tiên mà mình nói với các bạn. Đó, ok, các bạn hãy cùng mình vào bên trong để khám phá tiếp nhé. Rồi đây các bạn ở bên trong cũng vậy. Đó, bởi vì ở ngoài đã xây một đoạn tường rồi thì uh, ở trong cũng làm vậy cho nó đồng uh, chất các bạn. Đó cái nhà này thì đây các bạn hiện tại mình quay thì cũng có trang trí hoàn thiện phần gỗ rồi. Đó trên mặt trần, đây là phòng khách chính nha các bạn. Đó, cái nhà này thì là được trang trí theo ván phảo. Đó, ván phảo nha các bạn. Vẫn hai hộp. Rất đẹp luôn. Còn giữa chính giữa thì đặt một cái mâm các bạn. Cả hai phòng cũng vậy. Đó, đây là cái phòng ngủ các bạn được trần như này đi đó đã hoàn thiện còn à, phần đèn nữa các bạn đèn trần thì à, đã đục lỗ và chữ lắp nhé các bạn nhé nếu mà các bạn có nhu cầu về cái mẫu này thì à, ok chúng tôi vẫn sẵn sàng sẽ làm cho các bạn còn về cái mơm các bạn Mơm thì trục CMC thì mình không có mãi trục Nếu mà các bạn muốn thì có thể là đặt Và chúng tôi có thể giúp các bạn lắp luôn Đó Nhà này thì khá là rộng luôn các bạn Trên 90 m vuông nha các bạn Đẹp lung linh luôn Đó Nếu mà các bạn à, có nhu cầu làm theo cái mẫu này thì các bạn có thể làm theo trường hợp nếu mà các bạn ở ngoài tỉnh lai châu các bạn các bạn yêu cầu mẫu gì thì mình có thể là chụp ảnh cho các bạn rồi ok tiếp theo đây là một cái siêu phẩm nữa nếu mà các bạn đăng ký kênh và theo dõi video của mình thường xuyên thì chắc chắn là các bạn biết nhà này là của ai rồi đây cũng đã hoàn thiện phần gỗ à, Mặt. À, trên mặt trời đó các bạn, được trang trí gần như là giống với cái mẫu số 1 mà mình giới thiệu với các bạn. Đó, nhưng nó có một hộp nó bị âm à, đi. Rồi đây các bạn, ở à, đây là ở ngoài. Đó, trời mưa hất vào, nó bị ướt như này các bạn. Đây các bạn xem rất là ướt luôn đó các bạn. Đó, đó là lý do mà ở trên uh, chúng tôi á làm nhà thì uh, hai các bạn bên và mặt đằng sau nhà ấy, thì chúng tôi xây tường nhé các bạn. Đó, xây tường để chống uh, nước, chống mưa. Đấy các bạn. Đó, trời mưa mưa rõ nó hất lên cao như thế này các bạn. Đó là lý do chúng tôi phải xây tường hai mặt bên và mặt sau nhà nhé đó, còn nếu mà các bạn ở vùng thấp thì không xây cũng được thưng vãn luôn bao quanh nhà cũng khá là đẹp luôn đây bạn à, gỗ của mình thì à, khá chất luôn mình à, dám khẳng định với các bạn là như vậy đó mình thương vãn không có phào nha các bạn đó giống như là gỗ ép vậy nhìn từ xa thì giống gỗ ép mà không phải gỗ ép đâu nha các bạn gỗ tự nhiên đó, mình dùng vam vam lại các bạn Rồi cho keo vào vam lại ấy. Nó rất là khít kín luôn Còn mặt trần các bạn Đây mặt trần cũng có gắn keo Và được trang trí bể đèn led nha các bạn Đó, đa số là gỗ rủi Còn à, hiện tại cái nhà mình đang quay đây á, Thì à, đây các bạn Về phần à, nền vẫn chưa hoàn thiện nhé và tiếp theo nữa là một cái trần ở bên phòng khách phụ nữa trang trí như này hơi tối một chút xíu các bạn ơi đó qua ba cái mẫu này thì các bạn xem qua các bạn thích mẫu nào thì các bạn có thể là làm theo cái mẫu đấy về cách làm thì trong những video trước thì mình cũng có quay và giới thiệu với các bạn rồi đó cái nhà này dây vào 80 m mét vuông nha các bạn, nhà ba gian hai trái, cả ba cái nhà cũng ba gian hai trái nha các bạn nhé, đó đây các bạn xem về một chút ở ngoài mặt tiền được trang trí như này này, đó, khá là bóng, còn bên trong là đây các bạn cũng khá là thoáng luôn nha các bạn. Rồi uh, trên đây là ba cái mẫu nhà mà mình muốn chia sẻ với các bạn Nếu mà các bạn ưng ý với mẫu nào thì các bạn có thể là làm theo mẫu đấy Ok nhé uh, Như thường lệ thì đây uh, cho vlog xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong uh, video lần sau Bye các bạn nhé